Quá khủng khiếp cả nhà, phải nói là năm khi 10 quả bắt được ổ rùa như thế này ha. Đã ha nè. Đã thiệt. Mà giờ mới lần này là đi bắt ong rùi mà có hiệu quả như ngày hôm nay. Thiệt là đã. Nãy có một khúc chừng 10 mét mà 10 khúc sậy mà 4 ổ ong. 4 ổ ong, có một khúc 1. Rồi hết biết đường luôn. Trời ơi, không kịp tắt đuốc. Dạ. Hồi đó ra đời giờ 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 bây giờ giàu luôn. Dạ. Giàu đúng trời luôn đó. Trời ơi. Đi vô trong nhánh trà 6 7 ổ. Vừa mới có là đây chứ nó bạc. Giữ trời lắm. Dạ. Đó, chú ơi. Hồi trước nó bạc mấy năm luôn. Hồi đó thấy ham dữ lắm. Hồi đó con nghe cha con kể là một ổ ong là có khi ngổ 2 lít luôn á bác. Ừ. Đúng rồi. Hồi đó bắt ổ rùi là nó không có miếng tàn. Ừ. Chẳng hạn ha, cũng mất không à. Dạ. Thì kiếm ở đây hồi nọ giờ ở đây không? Có đi đâu chứ. Mất tiền mà lớn nha nè. Ổ rùa nó có cả lít rưỡi à. Dạ, dập nó vào luôn. Đây nè, cái này cái dấu mới bắt ổ ong rồi nè. Ừ, kèo mới. Kèo này kèo mua rồi nè, rút về. Hả? Ổ này giống ổ bự à. Chắc con gan à. Ổ này thì là 8 lít. Đây nè, cây này cũng có dấu nè. Cây này 2-3 dấu luôn nè. Đây nè, mặt nè. Cây này không có gì nữa. Đó. Cây nó không có thôi. Cây nào không có chứ. Cây này cục mặt cái rồi. Đây là kèo cũ nè, còn bên đây kèo mới chưa gác cả nha. Đó, tất cả đều là cây tràm. Như cây này thì tuổi thọ nó gác tầm khoảng được 3 năm, 3 đến 4 năm. Như cái này là gác từ 2 tới 3 năm mà đem về nè cả nhà. Kèo này là kèo cũ đã lăn chiến ngoài gần rồi nè. Đi đi. Ôi, thấy chào cả nhà nha. Thì ngày hôm nay mấy anh em mình đi lội ong rùi cả nha. Lội trong cái khu tràm này nè. Tràm này thì cũng nhỏ. Ong rùi về nhiều. Rước em anh ơi. Cái clip có ba lớn này mà bốn người lội sao giáp. Lội xuống luôn đi. Anh lội cái gì? Hả? Lên lội gì? Để bắt được mấy ổ ong rùi thì mấy này mình phải lội trong gừng giống gì nữa nha. Bờ sậy nè, càng. Ong rùi là đâu có cần lưới cần gì. Ong rùi không cần lưới không? Ừ. Phút cái thuốc là kẹt kẹt vô hả? Ong rùi thì thuốc chống quá vô mặt ở nhà ơi. Trời ơi, cục mặt nó đã. Chán quá anh ơi. Quá khứ rồi. Quá trời gỗ ông mặt này. Ở dưới đây luôn. Ở đây. Quá trời gỗ ông mặt này rồi. Quá thấy đã luôn. Wow, wow. Tới tiền luôn. Wow. Nó một ngày mà bắt cái chừng 10 ổ vậy thôi là thấy ngon rồi cả nhà. Bên đây còn ổ nhỏ nữa là thấy. Bắt rồi luôn anh. Dạ dạ. Hai ổ sát bên luôn. Ổ này là mini đó. Còn nữa. Đây, về giao đây. Để lại đó cho nó nở đúng không? Ừ. Ổ này có sâu. Để lại cho nó nở ra, đắp lại. Cái thằng ong thì mình sẽ để lại ngay đây nè nha, cho nó nở ra con. Đó, để đi. Là nó bu vô nó nấy ra. Đó. Cọc sập cái lớp ké này ra mà. Không đánh nam gì cho nhỉ? Kìa à. Chắc ở trên luôn đi. Dạ, anh bỏ vô đi ăn khác. Đó, như là của cái bọc là được đó nha. Cái nhà mà mua mà ong rùi mà nguyên ổ giống gì á thì liên hệ với Thái cái nha. Số điện thoại Thái có để trên góc phải góc trên hình video á. Quá trời ơi, đây ổ bự chà bá nè. Ổ này phì như trái banh nè Nam ơi, vô Nam ơi. Vô hả? Vô vô. Đóng quần cái ngọn tràm xuống à.
Quá. Câu. Quá trời ha nè. Quá đã luôn. Em gọt cái ké ra nha. Đánh gì đâu mà nói đánh tính. Đánh gì? Cái phần đó là ké của ông Gùi á nha. Mấy anh em mình gọt kỹ ra thấy không, nó bị hôi chua cái khuôn mặt á. Bỏ đó trời. Dạ. Quét miếng mặt cái nữa kìa. Ăn đi rồi xay rồi, lát la làng ha. Xay rồi, đã. Béo, ngọt. Mở mặt ông Gùi nó thơm. Dạ, 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 dạ. Mấy anh em mình kỹ với tới nha, bỏ vô bọc ổ nào riêng ra ổ đó. Mấy cây keo ong là gác như thế này đó nha. Ông Gùi thì nó đóng gần gần cái chảng keo ong. Cái gòn gác kìa, chất lượng quá. Chữ gòn. Ông bự mà cục mặt hơi nhỏ ha. Đó, mấy này mình phải dọn cái miếng tàn giống gì nữa nha. Cho nó xéo xéo dài dài. Quá kìa. Quá. Bắt ổ con mặt này xong rồi mấy này mình qua đây bắt ổ con Gùi ở đây luôn. Ông Gùi chập bá lửa đây nè. Đá không? Đá thiệt luôn. Có nó bự nữa nha. Trời. Ổ này xi gửi. Rồi, đu đuốc em. Bác xí xíu này đi, ổ mặt nó hung dữ lắm anh em ơi. Mặt có nó phì cái nè. Cái mặt đá được không? Trong túi em. Đây đây đây. Làm gì? Như cái xào. Cắm đứng như cái xào. Cái dao đâu? Con mặt giờ quýnh em này đùng đùng chứ. Con mặt hả? Khỏi dọn cá ha. Dạ dạ, khỏi. Về nhà mình nó dọn. Về nhà dọn. Ok. Xuống rồi. Xuống. Mặt ngon hết sức rồi thôi. Nó bự. Đây em ơi. Quá thế. Còn mặt nó bù. Mặt ngon hết hồn quá nha. Ô ông nằm thuốc trên đó cái nha. Cục đen thui. Đen hỉ á chánh. Thấy không nha Nam? Quá chứ. Nam mấy cái chạy này. Rồi rồi, nắm gì xuống. Ké hả? Vô. Đó, vậy là mình cuột cái bọc ra cái nha. Kiếm thêm ổ nữa. Vậy còn nhiều lắm á. Còn nhiều lắm. Còn nhiều lắm. Vô ngay nè. Vô ngay luôn anh bay. Ngay luôn luôn rồi đó. Nãy giờ đi có 50 mét chứ gì. 50 mét nữa, chưa được 100 mét nữa. Mà, chưa được 100 mét nữa, 4 ổ rồi. 4 ổ rồi. Mà đi tới một cây số nữa thì ra bao nhiêu. Giờ tính 100 mét 4 ổ đi. 1000 mét là 40 ổ đó. Cục mặt rồi. Buộc hai đầu cho nó kỹ mới được. Cục hai đầu. Bảo quản cái này là về là có ông bà cô bác nào mà có cần thiết là mình giao luôn đó. Vậy đây là sạch luôn rồi. Gì nữa nha. Ồ mấy cục nó ngon. Mặt nó không được nhiều bằng mặt nhưng mà mặt nó tốt. Đúng rồi. Một ổ bắt 10 ổ Gùi chưa bằng được một ổ mặt. Đúng rồi. Giá trị nó chỉ dễ cao hơn gấp đôi. Đây nè. Phì nè. Thơm. Có nữa rồi. Có nữa hay vậy? Chở anh Nam lội có nữa nha. Đây ngổ rồi thấy chưa Nam? Thấy rồi. Bên đây ngổ luôn nè. Hai ổ luôn hả?
muốn gãy. Cây đó nó khô muốn gãy rồi đó. Không. Quá trời ông cả nhà ơi. Đóng gãy cây tràm luôn thấy không thấy? Đóng gãy cây tràm này nè. Đó. Này là trên cái cây tràm khô nữa nha, mà đóng gãy à. Đây cầm cái đi. Mạnh tay lên. Ừ. Rồi, vũ. Vũ. Nó khô mặt nè. Hết biết. Nè cái dao nè. Mình chỉ lấy cục mặt thôi, còn cái còn cái miếng tàn thì mình sẽ dắt lại ngay cái chỗ cũ để cho nó ôm lại nó nở ra rồi nó đi. Kiểu có mùi khét khét nha, làm người ăn vô cái ui sao lại bỏ. Đang ngon. Bắt một hết gắt luôn ơi vậy. Kéo rồi. Ngọt. Gắt luôn trời. Đó, bỏ vô đó, rồi cắt bỏ khúc dưới ngoài. Lấy cái ngón tay ra nha. Cắt luôn ngón tay. Cắt luôn là còn 8 ngón. Rồi qua đây ngổn nữa nè. Qua kia ngổn nè. Đã thiệt cái nha. Bắt là phải liền ngủ liên tục, không kịp nghỉ gì mới đã anh em. Bởi vì mới lấy cái đuốc mà. Ở này cá nhiều nha. Chứ hút thuốc hồi là khùng luôn á. Hút thuốc hơi khùng luôn á. Chứ vài cục cá này. Em nói thôi được rồi nghe anh Bảy à. Chị đau bà tử. Được rồi đó. Bổ cái nhang bổ dọc. Đau bà tử hay gì? Ừ. Đang đau bà tử. Ừ, đó. Rồi đón cục nữa kìa, làm cục kia luôn kìa. Làm đi, rồi lát lọt nổi rồi đừng quên. Còn nhiều bổ lắm. Khiếp thiệt. Hồi đó mà mình lộn gùi giống gì mình đâu bỏ nghề anh em. Lội ba anh em lội gần chết luôn, nguyên ngày có 500.000 à, mà lội từ sáng tới chiều tối luôn. Rồi chúng ta tính vô nước biển luôn. Rồi bữa đó tính đâu là về không đủ tiền vô nước biển. Đây đây nha. Tuy là nó nhỏ nhưng mà tích tiểu thành đại. Ổ này thì tầm ở 2 ổ mới đựng xị. Không được nữa, mình có 3 ổ mới đựng xị anh đây. Ừ, ổ này nó hơi cá nhiều. Hơi cá nhiều. Rồi, rồi mình đi kiếm ổ tiếp theo. Ba ổ bên rồi anh em. Nửa xị không? Trời là trời quá thế qua một hai ô. Như ổ ông ngọt vậy á. Con này à. Quá thứ rồi. Ừ. Ủa, ông này như gỗ mặt luôn. Dữ lắm anh Bảy ô. Lên ha Tinh. Tinh vẫn chưa chạy ông gùi ra nha. Nãy giờ đánh không dám lên, nãy giờ lên nữa rồi. Ông bự cỡ nào lên nha hay gì? Đừng vũ. Trời ơi là chậm. Ông gùi phải nói là nó bự quá nha. Ông này khủng thiệt mà. Bằng nó lá. Quá đã luôn. Nhìn từ xa lên mà nó bự gì nè. Nhìn tính mà cười không. Trời ơi đánh từng đầu rồi. Phải trưởng. Nói gì chùm cái chắc ăn à. Ừ, à. Ê cắt nhánh này nè nè mày. Đây nè, bên đây nè. Đúng rồi. Đây nè. Rồi đã. Đây nè. Trời ơi. Rồi tới dưới luôn. Này còn nửa lít ra mày. Nửa lít á. Đã thiệt. Quá khủng khiếp đấy nha. Phải nói là năm khi 10 quả bắt được ổ gùi như thế này ha. Nó máng lại. Cái đó lại nở ra nhiều dữ lắm luôn anh bảy. Ừ. Máng cho nó ngọn chạm kìa. Để. Nửa lít. Không, cục này không được nửa lít, gần nửa lít. Cầm cái lá này cứng cứng cho anh kìa. Ủa, tới hậu chưa? Chưa. Gần. Đi nào vậy? 200 mét nữa ta. Đi qua bên bển luôn hả? Bên này nước rồi. Nãy giờ em mê mà em chưa uống nước luôn á. Mê lội nãy giờ quên uống nước luôn ấy. Ừ.
Đi xuống đi chứ nãy giờ nó lội con, đi, quên uống nước luôn. Cho anh Tính à. Không, quýnh nó đau quá nên phải chùm thôi. Ông mà không sợ mà sao không gùi. Anh Tính. Cái lá này cái quýnh đau quá. Đó giờ đi với anh Tính biết bao nhiêu đợt à. Anh Tính chỉ sợ mỗi ông gùi thôi. Mà đợt nào nó cũng quýnh chứ. Gì mà không có duyên với ông gùi rồi. Rồi. Vô bọc. Bọc để dưới à. Em cầm dưới luôn. Cầm dưới luôn. Cầm dưới luôn. Quên vụ nãy. Để đi. Thiếu bọc hả? Thiếu bọc. Đừng lật lại. Lớn quá mà. Gì đấy hả? Cầm gì đấy hả? Rồi. Để cương lật lại kiểu kia anh gọc rồi, gọc ké rồi nó bị chảy mặt á. Rồi đem xuống xuồng đó nha. Rồi. Anh lấy trong cái túi của em đi. Quýnh bảy rồi trời ơi. Ây da, ây da, ây da, ây da. Quá rồi, quá rồi. Không còn cái chừng 10 con hết bảy ơi, quýnh chừng 10 cây nó nghỉ rồi. Trời ơi. Ông gùi dính hung lắm đó nha. Có quá nè. Có. Bự không? Con này mặt hơi khô khô à. Già phải không? Già. Có cái cây sậy nó mọc chỗ lên cùng mặt cái theo nè. Cắt cây nó trước đúng không? Để không nó bể cục mặt của mình đó nha. Đây nó cọ bên kia nào ơi. Đa số rồi đóng trên cây tràm không à. Ừ. Ủa cái mùi mặt nó thơm ghê luôn nè. Thơm dữ thiệt. Cảm giác đã hơn không gà đi ăn ông rùi. Ê ông mặt. Ông mặt. Cảm giác phiêu không vậy? Phiêu hơn. Rút nó được không? Đấy, đừng rút. Đừng rút chạy đó. Rút chạy mặt. Chỉ nó ra. Wow, mặt. Nó đang châm vô chứ. Miếng đó thì mình sẽ dắt lại. Nó để vậy đây nha, là con ong gùi nó tự bu vô. Nó nở rồi, xong rồi nó... Nó nở xong rồi nó bỏ đi. Nó không bỏ đi, nó cũng đóng gần gần lại đây à. Ché nữa. Ché nữa, khô. Ăn nữa không? Nữa. Sợ gì vậy? Trời. Đấy nó ăn nhiều đó. Ăn nữa đi, à, làm hết cục này đi. Hết, nhiều hết, hết đi hết nổi luôn. Đi hết nổi luôn. Bỏ lại đi. Con mặt cái kẹo này nha. Thơm á. Vô. Vô chục ổ gì mà sống dày nghe thấy. Chục ổ gì là ngon à. Nãy giờ 6 ổ thôi chứ. 7 ổ rồi. Nãy giờ 7 ổ rồi. 7 ổ rồi đó. Có 2 ổ em nhỏ em chơi em không lên mà. Chưa, con dài dài. Anh nào mới đi gặp trong đây được ngủ quá nha. Bự không nào? Con này cũng được chứ không bự không ha. Không bự bằng mấy ổ nãy. Không bự mấy ổ nãy nhưng mà có mặt là cũng chân. Để miếng nó lại cho nó cái nha. Rồi, anh em đi ra cái nha. Rồi, mấy anh em thấy cũng vừa. Thái với mọi người thì chạy trước hết trơn cả nha. Tại vì nó bu quýnh quá. Cùng mặt này chắc cũng có lít trước cả nha. Vàng ôm à. Không có ké luôn cả nha. Ủa ông này nó không có ké luôn. Nhiều mặt. Quá đã. Gọc bỏ luôn. Giờ ôm đã cả nha. Nè. Mặt này nó ngon á. Cả nhà, nước nè. Cả nhà thấy không?
gương mặt nó chảy đã. Trời ơi, nó quýnh dạ. Dạ. Quá được rồi. Sao nào anh đốt được nước chứ nào. Anh đốt được chắc nó quýnh hai anh em mình mềm luôn á. Kìa. Khói đâu Nam? Nam đi thuốc đi. Anh không đưa thuốc bờ đi. Rồi. Chị mà ở dưới nhìn lên thấy hay ta. Nó mặt bù quýnh. Tức. Quá giờ nó tán à. Đâu rồi? Đó đó, ôm gùi trong đó nè. Có miếng khối nữa. Quả thứ miếng lưới em chưa yêu được. Ôi một mặt đá. Cắt luôn đây nào, lên đốt khói rồi. Nè, cầm khói đi. Cắt chạy. Cắt đi chạy. Wow. Rồi tắt máy đi, 1, 2, 3 chạy nha. Rồi. Ôi con gù nó quýnh. Con gù nó quýnh như mặt vậy. Bu vậy con chưa. Dạ. Quả khứ con gù rồi. Mới thấy trong này một ổ nữa cả nhà. Đây ổ nè anh. Anh thấy cái này hả? Ồ lép. Đây nè, hình như mới xuống rồi vậy. Đâu có, nó có tàn rồi đó. Ờ, có tàn. Tàn nằm dưới luôn. Đó nè. Mấy ổ này gì bắt chứ đâu để lên thân hình gì đâu. Không chẳng xấu à. Không tàn thọng không được. Không lên tàn thọng không được. Hình như nó đóng nặng đó, nó chị nó đi. Ui. Con này nhỏ. Ở đó mà nó đóng cây đồ tốt, ở đó nó bự lắm. Ừ. Nó này là đóng cây đàng hoàng như người ta thì đâu có nhỏ cái này đâu. Đóng ra tàn không được. Đóng đấm tàn xấu quắc vì ổ bự lắm chứ nhỏ đâu. Nè. Ừ, đóng càng kỳ. Tại bị kẹt mấy cái sảy dưới nè. Là mặt dưới luôn kìa. Làm như này luôn hay gì? À, đó, miếng mặt xíu xíu dưới lỗ này nè. Thế à. Để lại cho nó đi. Đó ổn nó vậy anh? À, hả? Bự lắm hả? Rồi, em càng sắp tới luôn. Cầm giùm em ơi. Bảy đâu rồi? Bơi lại lấy cục mặt xuống cái này. Bên kia ngổ nữa. Bên kia ngổ nữa rồi. Càng cái ổng trên này luôn rồi. Ổ này sát dưới đất luôn Nam ơi. Sát đất luôn hả? Sát đất mà mặt phì dữ lắm thì. Đây này. Đâu? Đây nè, đây nè. Cục mặt này thì em thấy đẹp nhất nãy giờ luôn không? Ờ, cục mặt này đầy mặt nhất luôn. Thôi khói nó coi. Nó bu qua nó cắn em à. Mặt này đã thiệt mà. Em mới thấy xích trước có ngỗ nữa nè.
anh gùn gùn ra xích trước, nó nằm bên tay phải á. Có mỏng gì anh ăn hả? Chết 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 thằng kia cẩn không à. Quá đã. Ở đâu? Mấy anh kia hả vậy? Chứ mà ngon hả? Trời ơi trời. Trời ơi trời về ngủ luôn. Anh lấy tay em nè, em đi xích trước nha nè. Ở này dưới nhìn lên không thấy được đâu. Đâu? Trời chết đó mà. Ở kia em thấy đúng trước á. Chưa thấy đâu. Thấy không? Ủa, ổ này dữ lắm rồi Nam ơi. Ê, mà còn mặt không có gì đâu. Nó bịt quá vậy. Nó bịt quá. Nằm trên đó đó cả nhà. Ông liền ngủ luôn. Cầm cái cục này điên hơi chắc nó bể bành hết quá. Không qua. Đây. Đâu? Đây nè, nằm xích trước kìa. Nó nằm ở trên nhánh cây trên. Đừng đứng cắt anh, về nhà ừ. Dọn. Về nhà dọn. Giờ hết bọc đựng rồi. Hết bọc đựng. Còn có thể gọt. Khui khui trên này ra, ê con mặt nằm trên trong lõn trên luôn nè. Xe ơi, gãy gãy gãy. Cắt mặt. Đóng liền với cây sẹo bên đó. Không, rồi. Rồi rồi, Duy anh gỡ 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 con mặt ra luôn thôi. Để vô miếng tàn dính dưới đi. Đúng rồi. Ê. Dễ nhắm. Dễ nhắm. Ủa sao? Ê rồi trời trời ủa. Ô trời trời. Rồi để lại chỗ này luôn đi. Được còn được có nhiêu mặt đó. Ta lấy được ổ gùi nó cực khổ lắm mấy nha. Cái chất dinh dưỡng cái mặt của nó tốt không nói mà đôi khi nè anh cầm luôn đi em luôn cho. Nè lấy cái dao nè, cầm dao không? Có. Đá à? Ừ. Đây. Ông gùi nằm ngay đây nữa nha. Chờ đợi anh gớt cây kéo rồi. Mới gớt đâu đây nè. Em lượm được cái dao của anh à. Cây kéo gớt rồi. Mới gớt đây nè, không biết gớt đâu, không biết. À, anh kiếm kiếm giùm em ơi. Ui, chà bá lửa nằm đây. Cái cây này bự quá rồi. Không có nhiều mặt hết trơn nè. Không, đầu này mặt nhiều lắm. Thay thay được chứ. Rồi. Rồi. Đây đưa đuốc em nè. Ổ này mà nó không ấy dưới, nó không bị dính đạn dưới là thòng nhìn thấy hộp lắm á thấy chứ. Nhanh cây cắt đứt nữa không? Ô nhờ cây mục đó à. Ừ. Ủa ông này bị hư sâu quá trời sâu. Cái này lấy chơi thôi chứ có nhiêu mặt á. Con này nít mấy á? Nít mấy. Phì quá nè. Wow. Wow, thấy đầu dồi đó anh bảy ơi. Con ngon. Ngon mà. Đó. Con này nè. Có được gì không? Sáng giờ ngon quá. Để im nè. Con này im. Thức gửi ạ. Không tới đâu. Ké, còn hơi ít ké. Đâu dám để nữa. Cỡ này để được rồi chứ đâu có dám để nữa. Nữa, kéo chút nữa. Ừ, lại bên.
Khoan mặt ha, còn dôi đẹp ha. Ừ. Mà được cái nó không được phì hung, hơi đủ. Mới phì ra bề ngang có gan gì ngon quá. Được chị nói gì? Được đến người ăn cái. Wow, ngon luôn cái này. Wow, rồi quá. Cái mỏng nước. Đi. Ủa gỗ này nhỏ mà. Gì mà. Ồ tô voi bích chịch luôn rồi Thái ơi. Một chiếc. Con này 1m3. Bớt ké hả? Hổm đợt hổm mình ăn ké quá trời. Dạ. Con này hiền. Có hơn mì khô. À, mì khô hay nách quá. Tôi rồi mới nữa hả? Mà kéo đá ghê anh ơi. Ừ. Nhỏ mà cục mặt làm im quá nè. Cục mặt này ngon, cục mặt nát. Rồi. Lết. Hôm nay mình ra đi bắt ổ mới. Mấy anh em thấy cũng vừa về tới nhà cả nha. Giờ thì cái cục mặt mấy anh em mình mới bắt sau nè. Mấy cái này nãy hết bọc. Hết bọc. Vô nhà lấy bọc. Vô nhà nghịch lại. Nó cái thùng này nè, sắp ra luôn tính nè. Chưa để mình vô hết mấy cái này cái mình mới sắp ra. Tầm khoảng 5 6 kg không ta? Có. Nó bên đây mấy anh trên đây bắt trước cả nha. Còn được đây nè, mấy thùng, một thùng rồi thêm trong thao. Mấy ổ nãy anh bắt nữa nè. Đá hả? Mấy ổ này nữa nha. Cái chùm lúc nãy không là 4 ổ. Đá cả nha. Bây giờ vô bọc mình thích. Cái số điện thoại đã Thái có để trên góc phải góc trên hình video quá nha. Cái nhà có cần mà nguyên ổ nguyên cục như thế này về nhà mà tự vắt á thì alo vô gì Thái. Đã ha nè. Đã thiệt. Mà giờ mới lần này là đi bắt ong rồi mà có hiệu quả như ngày hôm nay. Thiệt là đã. Rồi sạch sạch đi. Cái vàng nữa nha. Cái này là nó mình để nó nhiều quá là nó bị hư cái mặt của mình á. Vô cái bọc cuộc lên hai đầu. Rồi, thắt hai đầu lên tính đây. Đã hay nào? Đã. Nãy có một khúc chừng 10 mét mà 10 khúc sậy mà 4 ô không? 4 ô không? Con khúc 1. Rồi hết biết đường luôn. Trời ơi, hồi đó ăn không kịp tắt đuốc. Dạ. Hồi đó ra đời gió giờ dập bây giờ giàu luôn. Dạ. Giờ đúng trời luôn đó. Trời ơi, đi vô trong nhánh trà 6 7 ổ. Vừa mới có là đây chứ nó bạc. Giữ trời lắm dạ. Chú ơi. Rồi, trước nó bạc mấy năm luôn. Hồi đó thấy ham dữ lắm. Hồi đó con nghe cha con kể là một ổ ông là có khi ngổ 2 lít luôn á bác. Ừ. Đúng rồi. Hồi đó bắt ổ người là nó không có miếng tàn. Ăn hạn ha, cũng mất không à. Dạ. Thì kiếm ở đây hồi nào giờ ở đây không? Mất tiền mới lớn nè, ổ nó có cỡ lít rưỡi à. Dập nó vào luôn.
Đây cả nhà, thì nãy giờ mấy anh em mình lựa ra những cái ổ nào nguyên á, mình gửi nguyên sáp được. Giống như cái ổ này nè nha. Thì thấy sẽ gửi nguyên cục về chỗ nhà tự dắt á, thì nguyên á thì thấy sẽ vô bọc như này. Còn cái nào không nguyên á thì mấy anh em mình như để qua đây nè, để mà anh tính cắt ra, cắt cho nó chảy mặt ra nha. Vô này.